Xin chào các bạn, mình là Thanh, là sáng lập của Học viện Fulfill. Sau khi mà Thanh chia sẻ những cái video về quảng cáo Facebook, về quảng cáo cũng như là về digital marketing thì các anh em trong cộng đồng xe ô tô rất là quan tâm, và các bạn luôn hỏi là Thanh có chạy dịch vụ hay không. Thì clip này Thanh sẽ confirm lại luôn, xác nhận lại luôn là Thanh có chạy dịch vụ nha các bạn. Thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chính sách dịch vụ của bên Thanh, cũng như là một vài những cái thông tin, những cái điểm khác biệt của bên Thanh để cho các bạn nắm và các bạn hiểu hơn về dịch vụ, cũng như là nếu mà có phù hợp, có cơ hội thì chúng ta có thể cộng tác với nhau nhé. Thì để rõ hơn thì Thanh sẽ bắt đầu nội dung chính của ngày hôm nay luôn. Rồi, thì như các bạn thấy á, các bạn có thể vào trang là hvfmedia.com, Học viện Fulfill, HVF là Học viện Fulfill Media.com. Đây là trang web riêng của Thanh cho team Media, team dịch vụ. Thì HVF Media là thuộc là một team dịch vụ thuộc Học viện Fulfill. Sứ mệnh của HVF Media là giúp cho các bạn, những bạn tư vấn bán hàng ô tô, có thể là tìm được nhiều khách hơn, nhiều số điện thoại hơn với số tiền ít hơn, và từ đó giúp cho các bạn có thể gia tăng doanh số, chốt sale, và có thể là giúp cho bạn kiếm nhiều tiền hơn. Đó là sứ mệnh của bên Thanh. Thanh nghĩ đó là một sứ mệnh rất là cao cả ha, và giúp cho chúng ta đang hỗ trợ nhau, cộng tác với nhau để cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Thì HVF Media hiện tại có khoảng 10 thành viên ở bên dưới, và Thanh đóng vai trò là Quality Manager, tức là Thanh quản lý tất cả về mặt chất lượng. Ở bên dưới Thanh là có một bạn khác, mà bạn đó là Team Lead, tức là bạn sẽ lo toàn bộ về mảng Media luôn. Rồi, mà mình sẽ đi chi tiết hơn nhé. Bên Thanh thì có những cái gì khác biệt các bạn? Thì đầu tiên là chính sách bên Thanh là công khai ngân sách. Bạn có thể nhìn trên màn hình, bạn sẽ thấy là số tiền mà Thanh với bạn chốt ban đầu á, HVF Media chốt với bạn ban đầu bao nhiêu, thì tụi Thanh sẽ chạy đúng cái số tiền đó, đúng cái số tiền đó cho Facebook luôn, trả đúng 100% số tiền đó cho Facebook luôn. Đó, bất kỳ khi nào bạn cần thông tin thì tụi Thanh cũng có thể gửi cho bạn, chụp màn hình và gửi cho bạn số liệu đã chi, số tiền đã chi thực tế. Đó. Còn nếu mà bạn không có yêu cầu thì trong vòng 30 ngày, tức là khi chiến dịch kết thúc á, thì trong vòng 5 ngày tụi Thanh cũng sẽ gửi lại một cái bản tổng kết hiệu quả, trong đó số tiền đã chi là đúng như vậy, đúng như những cái mà bạn mong muốn luôn. Đó, thì tụi Thanh công khai ngân sách. Thứ hai là bên Thanh chấp nhận chạy ngân sách thấp. Đó, thì thực sự trên thị trường á, để mà chạy ngân sách mà vài triệu, 1-2 triệu, 2-3 triệu, 3-4 triệu một tháng á, thì rất là hiếm có đơn vị chạy. Và mình cũng biết luôn là anh em xe ô tô thì không phải ai cũng giàu, nói chung là anh em cũng khổ lắm, cho nên là ngân sách đâu để nào nhiều được, cá nhân mà. Thì thành ra là chính vì như vậy thì ngân sách bên Thanh là bao nhiêu cũng chạy hả. Nó cái ngân sách nhiều hết là tùy thuộc vào cái khả năng của bạn, cái mức chi của bạn và cái chiến lược của bạn trong tháng đó. Đó, thì bao nhiêu cũng được ha, bao nhiêu Thanh cũng chạy hết. Nhưng mà để cho một cái quảng cáo nó hiệu quả thì thường thường là Thanh nói cái mức nên là chạy khoảng 70.000 một tháng, tức là phổ lộn 70.000 một ngày, tức là khoảng 2.1 triệu một tháng. Như vậy thì cái số nó sẽ ổn hơn, tại vì chạy thấp quá thì cũng mất công đó, nó cũng uổng phí tiền của bạn đó. Thì nên là chạy khoảng 2.1 triệu một tháng là ít nhất, còn trung bình thì Thanh thấy trung bình khoảng 3-4 triệu là ngon lành rồi đó. Bên Thanh thì chính sách thù lao phù hợp, thì Thanh nghĩ cái này nó cũng rất là rõ rồi, Thanh công khai hết mọi thứ trên web rồi đó, và Thanh thấy cái mức thù lao này nó xứng đáng với những cái gì mà tụi Thanh bỏ ra, cũng như là xứng đáng với lại cái kết quả. Các bạn biết sao không? Tại vì bên mình là công khai ngân sách, bên Thanh công khai ngân sách, thì chính vì cái chỗ công khai ngân sách á, cái số tiền thực tế mà tụi Thanh thu được á, chính là cái số tiền thù lao chốt với bạn ngay từ đầu, sẽ không có thêm bớt gì hết, đúng cái số đó thôi. Đó, và một team 10 người lo chiến dịch cho bạn cả 30 ngày, đó, ngày nào cũng phải lo hết, thì tính ra một ngày được có mấy chục ngàn hay chứ gì, đúng không? Thì nó rất là phù hợp ha, và đặc biệt là trả ngân sách thấp nữa đó. Và một cái ý nữa là hỗ trợ nhiệt tình, tức là quan điểm của Thanh á, là một cái chiến dịch quảng cáo Facebook ô tô mà hiệu quả hay không nó phụ thuộc vào cả hai phía, bên chạy dịch vụ và phía tư vấn bán hàng. Tụi Thanh có chuyên môn về marketing, bạn có chuyên môn về sale, bạn là người hàng ngày ăn ngủ với thị trường ô tô, với ngành ô tô này, thì bạn sẽ có những cái cảm nhận về thị trường nó chính xác hơn Thanh đó, có những cái thông báo nó tốt hơn Thanh đó. Thì chính vì như vậy hai team phải kết hợp với nhau để ra một cái chiến lược hiệu quả nhất đó. Có thể hôm nay một cái dòng xe bạn chạy như thằng Ford Everest thì nó tốt, nhưng mà tự nhiên đùng ngày mai cái một cái hãng khác, Hyundai Santa Fe, nó ra mẫu mới, thì chính cái ngày đó cái chiến dịch của bạn nó sẽ banh xác, đúng không? Số nó sẽ cao ngất ngưỡng luôn, thật sự như vậy.
Thì cái hỗ trợ nhiệt tình ở đây là gì? Là có những lúc mà tụi Thanh sẽ kêu bạn là giai đoạn này nên dừng đi, cắt ngân sách đi, không chạy nữa. 5 ngày sau mình hãy chạy lại để mình bảo toàn cái ngân sách mình chạy cho những ngày còn lại, chứ không có nên đổ vô một ngày, ví dụ vậy. Hoặc bất kỳ khi nào mà chiến dịch của bạn nó bị lỗi á, nó bị vấn đề như là số đó cao á, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kèm với lại một cái giải pháp đã có của bên Thành đó. Chiến dịch hôm nay nó cao quá nè, bên Thành theo dõi một ngày và ngày mai sẽ báo lại cho bạn cái phương án đó. Đó, nó là như vậy các bạn. Và chiến dịch hôm nay nó tệ nè, bên Thành đã thực hiện cái ABC rồi và nó đang tốt lên, mình theo dõi thêm 3 ngày tới đó, cái kiểu như vậy. Còn một cái khác biệt nữa, khác biệt rất 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 lớn, đó là gì? Là mỗi showroom Thanh chỉ chạy đúng cho một sale thôi, chỉ nhận đúng cho một bạn thôi đó. Cho dù bạn này bạn chạy ngân sách 2 triệu mốt một tháng đi đó, xong rồi có một bạn thứ hai cũng showroom đó hỏi Thanh thì bạn đó chi 5 triệu hay 10 triệu một tháng, Thanh cũng từ chối thẳng đó. Tại vì mình sẽ phải giữ cái nguyên tắc này để cho anh em không có bị ảnh hưởng. Một showroom mà chạy cho hai ba người rất là phiền các bạn, chính các anh em sale đụng deal với nhau nó đã mệt rồi, chi tiền mình đâu có tiền đâu mình chi tiền, bây giờ còn đụng deal nữa, và bản thân Thanh với các bạn cũng bị ảnh hưởng đó. Đó, cho nên rất là nhiều cái, cho nên là phải giữ cái quy tắc là một sale một showroom đó, và Thanh đã giữ được tới thời điểm hiện tại, và nó là cái mà Thanh rất là tự hào vì Thanh sẽ không bao giờ thay đổi cái quy tắc đó. Đó, ưu tiên cho những người tới sớm và những người làm việc chân thành với mình, những người như vậy thì mới đi lâu dài được các bạn. Rồi, bạn có thể xem thêm về chính sách dịch vụ bên này. Đó, thì Thanh bấm vô đây nó sẽ ra một cái đường link này các bạn. Thực ra bên này Thanh sẽ không nói sâu đâu, sẽ không nói sâu đâu, thì bạn chỉ cần nắm cho Thanh là bạn có thể đọc và bạn nắm cho Thanh là bên Thanh chạy theo gói chiến dịch và một dòng xe một chiến dịch ha, một dòng xe một chiến dịch. Một dòng xe một chiến dịch là sao? Cái này Thanh đã chia sẻ rất 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 nhiều rồi. Các bạn chạy các bạn hay 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 gọi là hay ôm đờm một xíu một bài viết, bạn nghĩ là bỏ nhiều dòng xe vô nó sẽ hiệu quả, nhưng mà không, nó không hiệu quả đâu các bạn. Bạn tưởng tượng nó giống như là bạn nói là ok bên tôi đang bán Hyundai nè, có nhiều mẫu xe lắm anh chị, quẹo lựa à. Còn cái hình thức thứ hai, cái kiểu thứ hai là gì? Anh chị ơi, bên em tháng này đang giảm, tháng này Hyundai Santa Fe đang giảm 30 triệu nè, tặng phụ kiện nè, anh chị hãy liên hệ ngay đó, liên hệ ngay để nhận được ưu đãi tốt nhất đó. Thì bạn thấy hai mẫu đó, mẫu nào tốt hơn? Mình chưa nói về mặt là chi phí trên một số điện thoại thu về bao nhiêu, nhưng mà cái độ chất lượng là cái số 2 nó tốt hơn đó, tại vì cái khách hàng nó sẽ nét hơn, nó sẽ rõ ràng cái nhu cầu hơn đó, nó giúp cho bạn né được những cái khách rác và bạn đỡ mất công phải chăm những cái ông rác này, những cái ông mà ông chưa biết gì, ông chỉ đang dò giá thôi đó. Bạn tập trung vào những người người ta thực sự có nhu cầu mong muốn cái dòng xe đó. Cái này là Thanh đào tạo, Thanh chỉ các bạn, Thanh nhắc các bạn rất rất nhiều luôn rồi đó, chứ không phải là dịch vụ nữa. Thì chính vì vậy cho nên là Thanh đã nhắc các bạn rồi, thì bản thân team Thanh cũng chạy một dòng xe một chiến dịch thôi, anh gọi là một gói chiến dịch đó. Cái gói này bạn hiểu đơn giản là Thanh sẽ làm hết cho các bạn từ khâu là viết bài bán hàng nè, chuẩn bị chiến dịch nè, chuẩn bị tệp nè, content ra sao, chatbot ra sao nè, mọi thứ xong xuôi hết cho bạn đó. Thành phẩm bạn nhận được sẽ là một cái đường link, cái đường link bài viết đã đăng và đã lên chiến dịch rồi, bạn sẽ nhận được cái đường link đó đó, ngắn gọn như vậy thôi. Thì bạn sẽ cần hỗ trợ Thanh cái gì, do là hai bên cộng tác để chiến dịch nó hiệu quả mà, thì bạn cần chuẩn bị cho Thanh bốn thứ sau. Thứ nhất á, là bạn cho Thanh cái dòng xe bạn sẽ chạy trong tháng đó là bao nhiêu, là dòng xe gì ha? Dòng xe sẽ chạy. Thứ hai á, là bạn cần cho Thanh là cái hình ảnh thật của dòng xe đó, hình ảnh thật nha, hình ảnh chụp tại showroom hoặc chụp ngoại cảnh cũng được, nhưng mà là ảnh thật đó, kèm với lại cái chương trình khuyến mãi của tháng đó ha, chương trình khuyến mãi. Thì hai cái này tất nhiên bạn yên tâm cái phần hình ảnh á, thì khi làm việc thì tụi Thanh sẽ hướng dẫn cho bạn cái ảnh như thế nào là đẹp, cái ảnh như thế nào nên 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 chụp, nên 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 làm, nên có nè, nên tìm nè, chứ không phải là lan man đâu đó, sẽ có chỉ hết cái đó, bạn yên tâm. Rồi thứ ba là bạn cho Thanh cái quyền biên tập viên nha, cái quyền biên tập viên của trang fanpage nó có quyền biên tập viên với quản trị viên, thì bạn cho Thanh quyền biên tập viên thôi để team Thanh đăng bài ha. Rồi thứ tư tất nhiên là mình sẽ chuyển ngân sách, tại vì mình chạy công khai ngân sách mà, bạn chuyển ngân sách cho Thanh rồi tụi Thanh chạy chạy rồi vài bữa mà hết tiền thì chuyển tiếp đó. Ngân sách bạn có thể chuyển một lần một cục cả tháng cũng được, hoặc là hai lần đó, hoặc ba lần cũng được, nhưng mà ba lần mất công tốn công thời gian của bạn của Thanh nữa, nên chuyển một lần hoặc hai lần là hợp lý nhất đó. Rồi còn lại thì các bạn có thể đọc trên này nhé.
Thanh có thêm chi phí phát sinh là 100k trên bài viết á, tại vì nhiều khi bạn chạy giữa chừng á, bạn chạy cái bài viết đó giữa chừng mà bạn chỉ cần thay đổi một tí xíu một vài thông tin này nọ thì Thanh hỗ trợ miễn phí nha, miễn phí một lần một tháng. Còn nếu mà bạn kêu viết bài mới luôn đó thì Thanh phải viết lại, viết bài mới là nó kèm với lại thiết kế một cái video mới nè, bạn gửi cho Thanh cái hình thì Thanh sẽ làm thành cái video cho nó lung linh, nó hiệu ứng này nọ vô đó, thì Thanh sẽ viết bài mới thì Thanh lấy phí cho mấy bạn viết bài, cho mấy bạn member viết bài là 100.000 một bài, thì cái này nó cũng hợp lý mà đúng không, một bài quảng cáo và có video 100.000 thì nó quá hợp lý rồi. Chính sách thù lao thì bạn có thể coi, bạn có thể coi trên web nha. Thì đó, bạn đọc thêm, nhưng mà ngắn gọn là gì, ngắn gọn là nếu bạn chạy ngân sách dưới 5 triệu thì thù lao là 1 triệu một tháng. Chẳng hạn như bạn chạy ngân sách 3 triệu thì cộng với 1 triệu thù lao là 4 triệu. Nếu bạn chạy ngân sách 2 triệu mốt thì cộng 1 triệu thù lao là 3 triệu mốt. Nếu bạn chạy 4 triệu rưỡi thì ngân sách là 4 triệu rưỡi cộng thù lao 1 triệu là 5 triệu rưỡi đó. Còn mà bạn chạy trên 5 triệu đi thì thù lao là 20%. Ví dụ bây giờ bạn chạy ngân sách 6 triệu một tháng cho dòng xe đó, 6 triệu một tháng thì thù lao sẽ là bao nhiêu? Thù lao sẽ là 6 triệu nhân cho 20% là 1 triệu 2. Đó là tổng cộng là 6 triệu ngân sách cộng 1 triệu 2 thù lao là 7 triệu 2. Đó, ngắn gọn vậy thôi các bạn đó. Dưới này mình có thể đọc thêm, mình có thể đọc thêm những cái chính sách chia như thế nào như thế nào ha. Rồi, bên này thì nó có cái phần phí thanh toán quốc tế nè. Cái này Facebook lấy nha, chứ không phải tự Thanh nha. Đó, ngắn gọn là bây giờ Facebook nó khi mà bạn trừ trả tiền cho Facebook á, thì 3 triệu đi, nó sẽ cắt 1% là 30.000 để trả cái phí thanh toán thẻ Visa đó. Đó, thì bây giờ một người thì 30.000 nó không đáng nếu bạn chạy ngân sách 3 triệu, nhưng mà tụi Thanh chạy bây giờ tháng mấy chục người, tháng chạy 200-300 triệu thì 1% của 300 triệu là 3 triệu rồi các bạn, nó cũng khá là sót ha. Cho nên các bạn hỗ trợ tụi Thanh phần này nha. Rồi, một cái cuối cùng thôi, cái quy tắc làm việc. Quy tắc làm việc thì bạn chỉ cần nhớ là T cộng 2 với T cộng 5. Đó, T cộng 2 là sao? Là sau khi mà bạn chuẩn bị cho tụi Thanh 4 cái phần hồi nãy á, 4 cái mà bạn chuẩn bị, còn lại là Thanh lo hết đó. Thì sau khi có cái phần đó, 4 phần đó, thì trong vòng 2 ngày tụi Thanh sẽ gửi lại cho bạn một cái bài viết và chiến dịch đã xong, đã đăng ha. Còn T cộng 5 là trong vòng 5 ngày sau khi chiến dịch kết thúc thì bạn gửi lại team Thanh thù lao ha, cái thù lao mà mình đã cam kết ban đầu đó. Nó ngắn gọn vậy thôi các bạn. Thì bên Thanh là hoạt động theo team, thì bạn sẽ thấy trên hình ảnh nè, trên slide nè, đó là mấy bạn team member của Thanh đó. Có Thanh là quản lý chung ha, Trâm là team lead, còn rất là nhiều bạn bây giờ cập nhật thêm những bạn khác rồi mà Thanh chưa kịp thiết kế ảnh thôi đó. Đây là những bạn member trong team Thanh đó. Thì những người này, những gương mặt này sẽ là những người hỗ trợ chiến dịch của bạn xuyên suốt quá trình chạy. Dưới này bạn có thể coi thêm một vài câu hỏi nha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xem cái video tới đoạn này. Thì nếu mà bạn cần quan tâm, bạn quan tâm tới dịch vụ, thì các bạn dịch vụ quảng cáo Facebook của Học viện Funfill, bạn cứ liên hệ cho team Thanh nhé. Tất cả các kênh liên hệ, kênh nào cũng được, fanpage, website, số điện thoại, Zalo hay là YouTube, mọi kênh. Chính cái người mà đang nói chuyện với bạn, các bạn sale marketing đang nói chuyện với bạn, hoặc là thậm chí là Thanh à, các bạn cứ liên hệ để hỏi thêm những cái chỗ các bạn chưa rõ, hoặc là các bạn chốt thông tin là chạy luôn à. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo, và rất mong sẽ sớm ngày gặp lại, sẽ sớm ngày gặp bạn với vai trò là một khách hàng dịch vụ bên Thanh. Rồi, bye bye.